Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên shop nhà em lại về thêm rất là nhiều những mẫu sản phẩm muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đi qua kênh bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên shop em lại về thêm cho các bác một số những mẫu sản phẩm như là đài FM, đồ gia dụng, máy xay, bếp ga nội địa Nhật, và cũng thanh lý cho các bác một số những cái mẫu sản phẩm hàng tồn kho bên nhà em. Ví dụ như những cái máy xay thịt và máy xay hạt ở đây. Đó thì thanh lý cho các bác với cái mức giá cực kỳ ok luôn. Thì không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm bên nhà em luôn nhé. Đây, một cái mã sản phẩm máy hút bụi. Con này thì hàng của nó là hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Dùng rất là tiện nhé. Đây thì nó sẽ có cho các bác đây. Những cái này thì là cái này thì các bác có thể bỏ đi được. Đấy, nó là chỉ là cái chặn thôi. Thì nó bong ra thì thôi. Đấy. Còn đây là một cái màng lọc. Các bác lắp vào đây. Đấy, lắp vào các bác ấn vào. Và các bác sẽ xoáy những cái này vào đây. Lắp vào. Đấy. Các bác có thể nghe thấy tốc độ vòng quay của nó rất là lớn. Tốc độ vòng quay của nó rất là lớn nhé. Đấy. Nên là nó sẽ có cái tiếng này các bác nghe thôi. Đây không phải là nó bị sự cố gì đâu, mà là nó cái tốc độ vòng quay của nó lớn. Khi các bác nhận hàng ấy, thì thực ra là có một số bác đang bảo là tại sao nó kêu hơi to. Tại vì tốc độ vòng quay của nó lớn, nó là hút bụi. Đấy. Và đây nó có thể hút, nó có thể thổi bụi, nên là tốc độ của vòng quay của nó sẽ rất là lớn. Nên là quý các bác anh chị phải cân nhắc này. Này, này các bác có thể thấy này. Đấy, những cái nhựa này em còn thổi, đang thổi nó lung lay này. Đấy, đấy. Nó còn đang nặng này mà đang thổi đi được. Thì là các bác biết là tốc độ gió của nó rất là mạnh rồi. Còn đây, con này em đã đang test với hút bụi, hút gạo này. Hạt gạo là các bác biết là nó cũng là tốc độ rất là nặng. Hạt gạo của nó cũng rất là nặng. Mà con này thì đây, để em sẽ test cho các bác luôn. Đây nhận là hạt gạo nhé, hạt gạo này. Đấy, mà đây các bác có nhìn thấy, em sẽ test cho các bác. Hút rất là ok luôn. Đấy, nên là các bác ví dụ có dọn bàn thờ ấy, có dọn bàn thờ hay là ghế sofa hay là trên ô tô ấy, thì các bác mang đi nó rất là hợp lý. Đó, không những hút nhé, mà con này nó có thật cả thổi này. Đây các bác có thể để ý nhé, hạt gạo đây, hạt gạo vào những cái này đây nhé. Em sẽ để gọn ra, để nếu mà các bác cần thổi bụi ở trên ô tô các thứ thì các bác có thể thổi thoải mái luôn. Thổi rất là mạnh. Nó thổi rất là mạnh luôn. Đấy. Và cái tốc độ vòng quay của nó, của con này nó rất là lớn, nên là nó rất là khỏe. Đó, con này thì nó rất là bền. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Đó. Hút rất là ok luôn. Ok và sạch sẽ. Nó cái những cái này thì các bác có thể lắp thêm những cái đầu này vào để vào hút này, vào có thể quét. Đấy, những cái mà nó khó ra thì các bác có thể hút. Đấy, có thể quét để nó ra để hút luôn. Đấy, để các bác dọn vệ sinh trên bàn thờ. Đấy, bên tôn giáo nào cũng thế, trên những nơi thờ phụng thì chúng ta cần sạch sẽ, thì những cái dòng này nó rất là tiện lợi. Nó là dòng nhỏ nên là nó hút rất là ok luôn. Con này thì ở bên shop em đang có mức giá đó là 200.000 đồng. Một cái bộ này của nó sẽ có là cái dây sạc, dây cáp sạc này nhé các bác nhé. Có một số bác cũng thắc mắc với em là nó không có củ sạc. Thì đúng, nó không có củ sạc các bác nhé, nó chỉ có mỗi cái dây cáp này thôi. Đó, mức giá của nó thì nó là chỉ có 200.000 đồng thôi. Hàng của nó là hàng nội địa Nhật. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio. Tamashio, hàng nội địa Nhật. Bền bỉ luôn. Rất là ok. Đẹp xịn sò luôn. Máy hút bụi 200.000 đồng. Cái mã tiếp theo này, một cái mẫu dây tưới cây này. Dây vòi tưới cây này. Tay sách này. Dây 10m. Hàng của siêu thị Nhật. Hàng này hàng của siêu thị Nhật nhé. Và con này thì nó là sản xuất tại Taiwan, sản xuất tại Đài Loan. Đó, công khai luôn. Hàng này thì hàng rất là ok luôn. Rất là đẹp. Nó là một cuộn này nó sẽ là rơi vào 10m. Một cuộn này nó sẽ rơi vào 10m. Các bác có thể tưới cây các thứ này. Ở đây vòi của nó có thể cho các bác chỉnh được những cái chế độ ở cái vòi này. Này rất là nhiều cái tia này. Nó có cả thành cả phun được xương cho các bác luôn nhé. Nó có cả phun được xương cho các bác luôn. Hàng rất là ok và tiện lợi. Đó. Con này thì đẹp xịn sò luôn, dây 10m. Hàng của Nhật, siêu thị Nhật thanh lý. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 550k nhé. 550k và bên nhà em bao ship 550k. Bao ship toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác chỉ cần thanh toán 550k là xong.
Các bác lên cho em mã này, mã vòi tưới cây. Các con này thì các bác có thể tháo ra rất là tiện lợi. Đây, có thể tháo ra. Đấy, để các bác thay cái khác vào, thay cái vòi khác của các bác vào. Đấy, dây của nó này rất là tiện lợi và xịn sò luôn nhé. Vòi tưới cây 550k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, cối xay. Con này xay hạt khô, cối của nó bằng inox nhé. Cối của nó bằng inox. Đây, khi các bác nhận hàng là hàng của nó còn nguyên hộp luôn này. Công suất của nó là 250W, sử dụng nguồn điện là 200V. Đấy, con này thì rất là ok luôn nhé. Em đo cho các bác cái kích thước của nó luôn để cho các bác có thể tham khảo. Đây, miệng của nó này 10cm. Tổng chiều cao của nó đây 17cm. Đây là không có nắp nhé. Đây là đo là không có nắp. Inox nhé. Lưỡi của nó này. Con này thì rất là khỏe luôn. Đây, các bác cắm vào. Các bác lưu ý như cái này là phải các bác phải đậy nắp lại thì nó mới dùng được. Vào đây, các bác có thể thấy tốc độ vòng quay của nó rất là lớn. Tốc độ vòng quay của nó rất là lớn. Đó, hàng này của nó dùng cũng rất là ok luôn. Con này thì các bác có thể xay tiêu, điều, cà phê rất là khỏe luôn. Của nó rất là khỏe luôn. Đây các bác có thể thấy đậu tương, đậu mè, đậu nành các bác đều có thể xay được để các bác làm ví dụ như xay ớt các thứ. Đây, xay rất là nát luôn này. Xay gạo. Đấy, này nấu cháo. Đấy, tương đậu các thứ. Hàng này rất là ok luôn. Mà giá của nó thì thực lòng với các bác luôn là giá bao cho các bác luôn là giá tốt nhất luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá chỉ có 90.000 đồng thôi. 90k. Đấy, 90k. Trước kia giá cũ của nó là 120. Đấy, nay là giảm cho các bác đấy. Nay giảm cho các bác xuống còn 90k. 120.000 đồng giảm cho các bác xuống còn 90.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã máy xay hạt khô nhé. Máy xay hạt khô 90.000 đồng. Hàng đẹp xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo, đó là một cái mẫu máy xay thịt. Hàng này của nó thì còn nguyên hộp, vẫn còn nguyên hộp cho các bác luôn. Con này thì có nó để các bác thể xay cho các bác những cái gia vị để các bác nấu nướng này. Đầy đủ luôn, các bác có thể chụp lại màn hình, các bác zoom lên, các bác kiểm tra. Làm bánh bao, xay thịt, xay cá, xay các thứ đều rất là tiện. Nấu canh, các bác nấu canh cua thì các bác có thể xay cua cũng rất là tiện lợi luôn. Sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 220V. Đấy, con này sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 220V. Dung tích con này là 2 lít. Đấy, và công suất của nó là 200W. Để em cắm điện để em test cho các bác luôn. Quên mất tí nữa thì đứt hết cái giòn này. Đây, các bác về các bác tháo ra nhé. Đây, em để em lấy cái này em đã tháo sẵn rồi. Trời, đã mất công. Máy nào các bác cũng có thể lắp được nhé. Ở đây trên này nó sẽ có hai cái công tắc, một này và hai này. Nó rất là mạnh luôn. Con này nó rất là mạnh luôn. Đấy, các bác lắp vào. Các bác xay thịt, xay cá các thứ rất là tiện luôn. Con này thì giá cũ là của nó đâu đó là rơi vào 160.000 đồng. Hôm nay em xin thanh lý cho các bác với mức giá đây 160. Giảm giá cho các bác xuống còn 120k. 120k. Đó, máy xay thịt. Máy xay thịt các bác nhé, 120.000 đồng. Hàng đẹp luôn. Ở đây thì em còn một cái mã nữa. Còn một cái mã nữa này. Đấy, cũng là máy xay thịt này, nhưng mà con này cối của nó là cối thủy tinh. Đấy. Con này thì công suất của nó là 500W, công suất con này lớn luôn. Sử dụng điện 220, dung tích 2 lít. Hàng của Germany. À, Japan, em xin lỗi. Japan. Cối xay của nó là cối xay thủy tinh. Lưỡi của nó cũng được bọc nhựa này. Để em tháo ra. Các bác khi tháo cái này ra cẩn thận đứt tay nhé. Đó, để em test cho các bác luôn. Con này thì nó ở phân khúc hàng xịn rồi. Nó ở phân khúc hàng xịn sò rồi. Hàng kính rồi. Ở đây sẽ có hai công tắc này. Ở đây nó sẽ có hai công tắc 1 và công tắc 2 này. Đấy. Hàng này của nó là còn nguyên hộp cho các bác luôn. Hàng này của nó còn nguyên hộp cho các bác luôn. Nguyên hộp. Này, 500W.
dung tích 2 lít, sử dụng điện 220. Hàng đẹp luôn. Hàng của Japan, của Nhật nhé. Đấy, con này nguyên hộp. Mức giá của nó thì con này bên em đang có mức giá đó là 500k. Các bác lên cho em mã là mã máy xay xe ki, của xe ki kính. Máy xay kính. Các bác lên cho em mã máy xay kính 500k và bên em bao ship cho các bác cái mã này luôn. Mã này mã mới nhé. 500k. Bao ship toàn quốc. 500 ngàn đồng và bên em bao ship toàn quốc cho các bác cái mã máy xay kính này. Đây con này có cầm lên này, để vệ sinh rửa ráy rất là dễ. Và lắp lại. Rất là ok luôn các nhé. Các bác lên cho em mã này, mã máy xay kính 500k bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo lâu lắm mới lại về cho các bác, đó là một cái dòng dây câu bình này. Đấy, con này các bác kẹp vào cái bình ắc quy của các bác, ví dụ thế, hoặc là cái bình ắc quy của cái xe nào nó đang có sự cố các bác kẹp vào. Đấy, rồi các bác đề nổ. Đấy, con này thì nó sẽ dây câu để cho các bác làm dùng nó rất là tiện hơn. Đó, nó sẽ có một dây đỏ và một dây đen cho các bác này. Đấy, nó có một dây đỏ và dây đen này. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé, mỗi một sợi này của nó là sẽ là 4m, hai sợi của nó sẽ là 8m, hàng còn nguyên túi như này cho các bác này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2000mAh này. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp và xịn sò luôn. Đó, và nó rất là bền, nó rất là bền và nó rất là ok. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái bộ dây câu bình như này. Và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. 250k các bác lên cho em mã này là mã dây câu bình 250.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đấy, nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng nhà em các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Đấy, không phải lo lắng là bảo là sợ hàng như này như kia cả. Đấy, hàng cứ nhận kiểm tra thoải mái rồi mới phải thanh toán cho các bác luôn. Hàng rất ok. Một cái mã kế tiếp, một cái dòng đài FM. Rút anten lên này. Bật. Bật này. Ở đây có đồng hồ luôn này. Bluetooth mode. Đây là đang bắt vào Bluetooth này. Các bác có thể gạt sang FM này. Sát hoàn thiện các quy định về tài sản đấu giá. Đấy. Bảo đảm bao quát. Nó bắt được rất là nhiều đài. Thực hiện đấu giá. Tránh vướng mắc trong thực tiễn, hoàn thiện các quy định trong đấu giá tài sản. Giám định tài sản bảo đảm không chồng lấn với các luật chuyên ngành, bảo đảm nguyên tắc luật đấu giá tài sản là thống nhất trình tự, thủ tục đấu giá và các loại. Em là ở quê nên là nó cũng ít đài nhé. Ở nhà em thì ở dưới Hà Nam nên là nó cũng rất là ít đài có thể bắt được. Ra khoảng trống pháp luật. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đấy. Lại càng thương càng nhớ. Rất là nhiều đài này. Ông nước và đời sống của nhân dân cùng các diễn biến đấy. Trên khắp thế giới. Các bác có thể nghe đài FM này. Nghe đài FM này có thể cắm các thẻ nhớ này, các cái khay cắm thẻ nhớ này. Và con này có cả đồng hồ luôn nhé. Đây các bác cài đặt giờ thì các bác xoay chỉnh giờ đây này. Đấy các bác xoay chỉnh giờ đây. Đó thì các bác muốn chỉnh bao nhiêu giờ thì chỉnh giờ. Đấy các bác muốn chỉnh đến bao nhiêu giờ thì chỉnh giờ. Cái này thì em chưa chỉnh. Hàng đẹp luôn và các bác có thể nghe FM, cắm thẻ nhớ, cắm USB. Và đây nó sẽ là có cái chỗ cắm sạc. Đấy ở đây chỗ nó sẽ là chỗ cắm sạc. Đây. Ở đây thì nó sẽ có khay pin này, hai khay pin của nó này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 300.000 đồng và bên nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã đài FM nhé. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan này, 300k bên nhà em bao ship. Đèn pin siêu sáng. Con này thì rất là to luôn. Đợt này thì nó sẽ có thêm cho các bác đó là thêm một số những cái mẫu để làm đèn báo này. Hay một số những mẫu để các bác làm đèn báo này. Đây, đỏ xanh, đỏ vàng này. Đây. Các bác có thể, thứ nhất là làm siêu sáng này. Thứ hai là các bác có thể để màu đỏ này. Đấy. Các bác có thể làm đèn báo ấy, đèn báo trên đường. Đấy, màu xanh này và màu vàng và màu vàng. Con này thì nó cực kỳ sáng luôn nhé. Cái dòng này thì nó cực kỳ sáng luôn. Để em sẽ test cho các bác luôn. Đấy, đợi em một chút, em sẽ test giới thiệu qua cho các bác đã. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Yakushima. Hàng của nội địa Nhật. Con này thì 5V1A, dung tích pin của nó là 8000mAh, chiếu xa từ 800 đến 1000m. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. Đấy, con này em sẽ xin đi test cho các bác luôn này. Này nó có một chế độ sáng này, hai chế độ sáng này, ba chế độ sáng này. Chế độ sáng ở đây là 4 này, 5 này, 6 này, 7 này.
Đó, con này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái cổng USB để bí khóa, các bác có thể sạc USB và đây là cổng sạc vào. Nó có thể sạc bằng điện và có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, cái tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau đây. Cái này của nó thì nó sẽ có một cái sợi dây cáp sạc như này cho các bác nhé. Nó có một sợi dây cáp sạc này. Đây này các bác này. Đấy, xoay để giới thiệu cho các bác cái đèn pin thì cứ phải xoay đêm. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, ở kia cũng khá là xa luôn mà nó rất là sáng luôn này. Đó, xoay xa của nó cũng tương đối là xa. Đây. Các bác có thể nhìn thấy. Tương đối là xa này. Xoay tít ra đằng tít ở cái đỉnh đằng kia kìa. Nếu mắt đã ở trên camera thì các bác đã nhìn thấy, còn ở đây em xoay thì đứng đây em có thể nhìn thấy ở đỉnh kia vẫn nhìn thấy, có thể nhìn thấy bóng người. Đó, nó chỉ tầm 500 mét rồi đấy mà vẫn có thể nhìn thấy bóng người được. Đó, và đây gần đây thì nó cực kỳ sáng luôn. Bác nào mà làm bảo vệ thì đây này. Nếu mà thằng nào địch nó đến ấy, thì các bác có thể dọi thẳng vào mắt nó. Đó, rất là tiện luôn. Cực kỳ sáng luôn các bác nhé. Đèn pin siêu sáng cực kỳ sáng luôn này. Đấy, con này các bác cầm đi soi chim các thứ thì tối thì hoặc là soi cua ốc ếch thì thoải mái luôn nhé. Đây nhé, con đèn pin này em đo cho các bác kích thước luôn này. Đấy. Kích thước của nó thì là chiều dài của nó sẽ là 15 cm. 15 cm này. Cái pha đèn của nó này nó sẽ rơi vào cũng là 15 cm luôn. Đấy, sấp xỉ 15 cm. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, giá cực kỳ ok cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 300k và bên nhà em bao ship nhé. 300k. Giá cực kỳ mềm tốt cho các bác luôn. Đấy. Và bên nhà em báo 350, em xin lỗi. 350k. 350k và bên nhà em báo ship. Tí nữa thì quên nhầm. 350k và bên nhà em báo ship. Nhầm cái đèn ba chân. 350k bao ship này. Đấy. Hàng cực kỳ ok luôn. Đèn pin siêu sáng nhé. Đèn pin siêu sáng năng lượng mặt trời. Đây, còn 300k đây. Là một con đèn pin ba chân. Ở đây nó sẽ có một cái chân này cho các bác này. Các bác về các bác lắp lên. Con này cũng tương đối là sáng đấy. Hàng này cũng tương đối là sáng. Hình như cũng có một số video là em đã test các bác, cho các bác cái dòng đèn này rồi. Đó, thì cái đèn ba chân này thì các bác về các bác vặn cái chân vào sân sau này. Đấy, hàng con này cũng có là cổng sạc của nó đây. Đây. Cổng sạc này. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. 600-800 mét. Con này đây này. Xoay đây là các bác biết cái độ sáng của nó đâu. Đấy, con này thì chóa của nó cũng rất là rộng nhé. Chóa của nó cũng to như con kia luôn. Con này thì bên shop em đang có mức giá đó là 300k và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã đèn 3 chân nhé. Đèn 3 chân, 300k bao ship. Đây, để em ghi luôn giá đây. 300k. Bao ship toàn quốc luôn. Đèn 3 chân 300k và bên em bao ship toàn quốc nhé. Một cái mã tiếp theo. Con này thì có đầy đủ cả bộ luôn nhé. Những cái dòng kia thì nó chỉ có cáp sạc thôi. Còn con đèn pin viền đỏ này thì nó sẽ đầy đủ cho các bác đó là cả bộ, cả cú sạc này, cả cú sạc này. Và dòng này thì nó rất là sáng luôn, cũng rất là sáng luôn nhé. Đó. Rất là sáng. Con này đèn pin viền đỏ và nó có thể có chỉ số chống nước của nó là chỉ số chống nước IP67 này các bác này. Chỉ số chống nước IP67 nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Gento Tokyo Japan. Đấy, hàng này dòng rất là êm luôn. Cái dòng này tất cả dòng đèn pin nhà em thì sử dụng từ 6 đến 8 tiếng liên tục. Đấy, con này thì rất là tiện lợi luôn. Các bác những cái dòng này đèn pin nhà em các bác có thể độ chế pin được. Các bác nào muốn dung lượng pin nó trâu hơn thì các bác đều có thể độ chế được. Đó, hàng xịn xò luôn, Gento Tokyo Japan. Con này thì đèn pin này là các bác lên cho em mã viền đỏ nhé. Nó sẽ có dây và cổ sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy. Đây. Sử dụng nguồn điện từ của nó là từ 100 đến điện 220V. Đấy thì là các bác có thể sạc được hết. Đây là cụ sạc của nó này. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 350k. Các bác lên cho em mã này, mã đèn viền đỏ nhé. 350k và bên nhà em bao ship nhé. Đèn pin viền đỏ 350.000 đồng bên nhà em bao ship cho các bác luôn các bạn này. Cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn vài cái xô đá này. Xô đá còn vài cái. Đấy, giới thiệu đến các bác luôn này. Hàng đẹp nét luôn. Cái dòng này, những cái dòng này hàng đẹp nét luôn. Con này thì thương hiệu của Willing, hàng của Germany của Đức. Đấy, cái thương hiệu Germany này, Willing này thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về những cái đồ gia dụng. Đấy, nắp này của nó thì có cái gioăng này. Nắp này của nó có cái gioăng để các bác chống cái hơi nước khi các bác để đá vào đây. Đấy, nó giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn nhé. Con này thì nó là chân không. Con này nó là inox chân không ở giữa này. Để nó giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Nó sẽ có cái kích thước của nó là 17,8 cm. Gần 18 thôi, gọi là 18 cho nó sông sinh nhé. Và cái chiều ngang của cái này
thì nó sẽ là 19 cm. Con này thì trọng lượng của nó này 1,1 kg, 1,1 kg nhé. Đó, cái dòng này là dòng các bác lên cho em, mã này là mã bình đá nhé, bình đựng đá này. Đấy, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức, thương hiệu Wheeling của Đức. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 400.000 đồng nhé, 400k, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Giá thì các bác yên tâm rồi, cực kỳ mềm luôn. Đó, giá thì cực kỳ mềm luôn này, 400k và bên em bao ship cho các bác bình đựng đá 400k, 400k bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này, còn sót đôi vài con vật nữa, vài con vật nữa. Thương hiệu của nó là thương hiệu của WeWin. Đấy, ở đây cũng không còn nhiều đâu, vài con nữa thôi. Đấy, những cái dòng này thì đây, để cao cao đi một chút nhé. Những cái video trước thì test cho nó hơi thấp, nhưng mà đây video này để cao hơn cho các bác một chút, thì cái độ mềm dẻo của con này thì các bác yên tâm luôn. Vật này của nó thì bằng khung bằng carbon nhé, khung bằng carbon. Đấy, đây các bác có thể nhìn thấy này, võng xuống này, võng hẳn xuống này, thậm chí là không cần phải ấy đâu, dẫm chân lên luôn. Đấy, mềm dẻo như này các bác biết là độ mềm dẻo rồi, độ mềm dẻo rồi nhé, hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì khung của nó bằng khung carbon, S5, hàng đẹp luôn. Nó sẽ có những cái này thì là đây. À, nó không đồng nhất đâu nhé, nó không phải là đồng nhất là một cái đâu nhé. Đấy, tại vì là nó là hàng bãi nên là cũng không thể tránh được là bảo là không thể nào mà một phát nó đồng nhất được. Đây S5 này, có cả S3, S5 đều đầy đủ cả. Cái này thì sẽ chọn cho các bác ngẫu nhiên, khung của nó thì toàn bộ là bao cho các bác là khung carbon rồi. Đó, và hàng này thì của nó thì hàng cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, liền này, khung liền này, để các bác có thể vụt thì nó sẽ vụt mạnh vật ý. À, khi mà các bác đánh cầu lông ở tốc độ cao thì nó sẽ không bị, chỗ này nó không bị cong ra. Và cái này cầm rất là nhẹ luôn nhé. Con này thì trọng lượng của nó đây các bác có thể nhìn thấy chỉ có 100g thôi, chỉ có 100g thôi, rất là nhẹ tay luôn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của WeWin, WeWin nhé. Đấy, hàng xịn sò luôn, con này hàng xịn sò luôn. Con này thì sản xuất ở Đức, con này thì nó sẽ có những cái quốc gia sản xuất của nó như kiểu là Trung Quốc cũng có. À, thương hiệu nó nổi tiếng nên nó rất là nhiều quốc gia sản xuất được nó. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 200.000 đồng thôi, 200.000 đồng một con vật cầu lông như thế này. 200.000 đồng một con vật cầu lông như này nhé, hàng đẹp mà giá tốt luôn. Đấy, thì tất cả nó là của WeWin, nhưng mà nó mã của nó sẽ là ngẫu nhiên, mã của nó sẽ là ngẫu nhiên nhé. Đó, thì các bác cứ nào mà ưng con nào thì bác có thể tham khảo và các bác liên hệ với em. Đó, vật cầu lông hàng xịn sò luôn, hàng xịn sò luôn nhé, 200.000 đồng một cái thôi, giá chỉ có 200k. Màu sắc thì là màu ngẫu nhiên nhé, cái này thì các bác cố gắng hạn chế không chọn màu giúp em, tại vì làm sao, nó cũng không có nhiều để mà chọn màu đâu, nó cũng không có nhiều để các bác chọn màu, nên là các bác thông cảm. Hàng xịn sò luôn, hàng xịn sò luôn nhé. Và các bác yên tâm nhé, hàng đúng như quảng cáo. Đấy, hàng khi bác nhận hàng nó đúng như quảng cáo nhà em luôn. Ở đây thì còn đúng có 6 con, ở đây thì còn tặng còn 6 con. Đấy, cũng sẽ về lô mới cho các bác, nhưng mà nó cũng như thế này, tất cả nó cũng như thế này thôi. Sẽ về thêm lô mới cho các bác nhé. Cước căng của nó là cước căng 10kg, cước căng của nó 10kg nhé. Khi bác nhận hàng các bác cứ test thoải mái luôn. Và các bác có thể đánh thử hàng nhẹ luôn, có thể mua cho con cái đi học các thứ đấy, rất là ok luôn nhé. Các bác cứ đúng cái thương hiệu WeWin này của nhà em là được. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã vật cầu lông nhé, vật cầu lông 200.000 đồng một con. Bác nào mà đang có dự định đi bơi ý, thì đây, nhà em có cái dòng kính bơi nội địa Nhật này. Đấy, Made in Japan này. À, một con này thì là có mắt kính này cho các bác luôn này. Đấy, hàng nguyên hộp luôn nhé, hàng hộp luôn nhé. Các bác lưu ý là cái là hàng này là hàng hộp. Đấy, hàng này hàng xịn luôn, hàng nội địa Nhật. Đó, con này thì còn mới nguyên, chưa qua sử dụng. Mở ra này. Đấy, nó sẽ có cho các bác này, nếu mà bác nào mà mặt to, mặt bé này, thì nó có cái cữ ở đây này. Đấy, người lớn người bé thì các bác có cái cữ để các bác thay ở cái này, các bác thay ở cái khung giữa này. Con này của nó thì cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, thương hiệu của nó đây là thương hiệu của View. Đấy, kính bơi nội địa Nhật. Con này thì giá mềm thôi, con này bên nhà em chỉ có cái mức giá của nó là 400k thôi, 400k, và bên nhà em bao ship. Hàng này là hàng chuẩn chỉ luôn nhé. Cái này thì em đã từng bán cho các bác là vận động viên bơi rồi. Đấy, ở những cái trung tâm. Đấy, trung tâm bơi. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn.
400k và bên em báo ship cho các bác cái mã kính bơi này, kính bơi view này. Còn những dòng rẻ hơn thì em cũng đều có cả, mà các bác ít đi bơi thì có cả. Còn bác nào mà hay học bơi hay các thứ thì các bác có thể lấy con này 400k. Đây còn những dòng rẻ này, đấy, những dòng các thứ này thì các bác cứ liên hệ với em thì em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Đấy, kính kháng khuẩn của trẻ em này, đấy, đều đầy đủ cả. Nhưng mà thôi, cái này thì cái kính bơi mà nó chi tiết những cái chi tiết này em sẽ làm một cái video riêng, đấy, để giới thiệu cho các bác cái dòng, những cái dòng kính bơi khác. Đấy, như con kháng khuẩn này thì là 300k. Đây là kính của trẻ em. Đây thì về thêm cho các bác đây, một cái mẫu ổ cắm home neck điều khiển từ xa này. Con này thì cũng chỉ có gọi là 1 km thôi, thế nhưng mà nó rất là tiện lợi ở cái điểm là nó sẽ có cái rắc cắm này cho các bác này. Đó, để các bác cắm vào cái ổ điện, để các bác cắm vào cái ổ điện. Còn đây thì nó sẽ có là hai cái ổ cắm ra. Hai cái này thì mặc dù nó chung một cái công tắc, đấy, nó cũng là các bác tắt là tắt hết, thế nhưng mà đây nó sẽ chung cho các bác là nó sẽ ra cho các bác là hai cái. Nhiều khi là các bác cắm những cái đèn trang trí hay là những cái bóng điện ấy, thì chúng ta có thể một cái này chúng ta có thể là cắm cho 2-3 cái luôn. Và con này thì các bác có thể để ngoài trời được nhé. Đậy nắp này, đậy nắp cao su lại này. Đó, dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Home Neck. Con này thì công suất của nó là 30A này. 30A các bác nhé. Sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện từ 75V đến 256, tức là tất cả các cái các bác đều sử dụng được. Điện xa từ 100 đến 1 km. Hàng rất là ok luôn. Con này nó cũng sẽ có cho các bác đó là một cái công tắc, một cái điều khiển và một cái ổ cắm của nó như này. Mẫu này là mẫu mới luôn nhé. Mẫu này là mẫu cực kỳ mới luôn cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang có mức giá của nó đó là 300.000 đồng nhé. 300k cho các bác cái mẫu Home Neck này. 300k và bên em bao ship. 300k bao ship. Đó, hàng của Home Neck. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. 300k. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, kiểu cắm của nó mới nhé. Và cái này là hai rắc cắm này. Hai rắc cắm. Có cái loại 1 nhưng mà 1 thì nó rẻ hơn. Một cái loại kiểu như này nhưng mà 1 thì nó rẻ hơn nhé. Đấy, thì nó dùng cái loại 2 này nó tiện hơn này. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng ổ đấu nối. Đây. Con này thì ổ đấu nối thì các bác về các bác đấu nối vào. Đấu nối vào. Các bác ở đây thì bóc ra cho các bác. Hàng này của nó là hàng, tất cả của nó là hàng mới chưa qua sử dụng. Nó gồm có cho các bác đó là một cái điều khiển và một cái bộ điều khiển của nó như này. Các bác đấu điện cho em đó là đấu điện 1-2 là các bác đấu điện vào đây. Đấy, ở đây nó có 1-2-3-4 này. Đấy, thì 1-2 các bác đấu điện vào và 3-4 các bác đấu điện ra. Đây LN này. Đấy, thì là lửa nguội này. Đấy. Đó. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Mẫu này thì cực kỳ ok luôn. Con này thì là ổ đấu nối Home Neck. Con này thì giá mềm hơn. Bên shop đang có mức giá đó là 200k bao ship. 200k bao ship các bác nhé. 200k bao ship cho các bác cái mã này. Cái mã tiếp theo, một cái dòng ổ cắm của Home Neck này. Cái dòng này ổ cắm đây thì nó rất là tiện lợi là nó chỉ có như thế này này. Đó, để các bác có thể cắm điện vào. Để các bác có thể cắm điện vào nhé. Con này cũng có thể điều khiển từ xa, cách xa cho các bác đó là 1 km. On off các bác bật tắt ở đây. Đó, xa quá thì các bác rút cái này lên. Xa quá thì các bác rút cái dầu này lên. Đấy, cái dòng này thì dùng cũng rất là tiện lợi luôn. Có điều khiển coi, công suất của nó là 30A này. Cái dòng ổ cắm này chỉ có 30A thôi. Đấy, cái dòng ổ đấu nối thì ví là 40A, còn dòng ổ cắm là 30A. Con này thì các bác có thể cắm để đấu nối tắt điện những cái dòng như kiểu điện phòng ngủ, điện máy bơm, điện ánh sáng, điện máy lọc khí, máy nén khí đều có thể ok. Con này thì bên shop đang có mức giá đó là 250k các bác nhé. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn. 250k bao ship ổ cắm Home Neck điều khiển từ xa. Ổ cắm Home Neck điều khiển từ xa nhé. 250k và bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng đèn laser trang trí này. Con này thì các bác lắp về, các bác lấy về các bác lắp đặt, em lắp đặt cho các bác xem. Rất là nhanh thôi. Chắc là nếu mà các bác nào mà nhanh tay thì chắc nếu mà không phải quảng cáo video như em ấy thì chưa đầy 30 giây là các bác có thể lắp xong. Đó, thì đây các bác sẽ lắp cho em hai cái chốt vào đây. Đây là em còn vừa quay video vừa lắp nên là nó sẽ lâu hơn. Còn các bác về các bác chỉ xoáy. Các bác chỉ việc xoáy vào đây này. Xoáy những con ốc này vào đây, đấy, hai bên. Đó, nó có đầy đủ cho các bác để các bác lắp luôn nhé. Thực ra cái này chắc các bác cũng chả cần. Đó. Các bác lắp vào. Đấy, thế là xong. Chưa đầy 30 giây là các bác đã lắp xong cái đèn laser trang trí này rồi. Và các bác sẽ cắm cho em cái dây cáp USB
ở đây sau này có công tắc bật tắt này. Đấy, có một cái cáp USB này. Đấy, các bác cắm điện, cắm vào cái, nó chỉ có dây cáp này thôi nhé, bao nhiêu, nó không có củ sạc đâu. Và các bác cắm vào. Và các bác cắm vào. Đó, nó ra rất là nhiều tia, cực kỳ đẹp luôn này. Nó ra rất nhiều tia, các bác có thể nhìn thấy. Đây là em đang, thực ra là hơi sáng. Nó hơi sáng một chút, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy rất là nhiều tia, cực kỳ đẹp luôn. Để em thử xem là tắt bóng điện đi xem. Đấy, nó ra rất là nhiều tia nhé. Nó vẫn còn ánh sáng, nhưng mà như này là các bác cũng có thể nhìn thấy này. Cực kỳ đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, nó ra rất là nhiều tia, tắt ánh bóng điện đi. Nó ra rất là nhiều tia, cực kỳ đẹp luôn này. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Nó múa rất là ok luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái giờ mốt. Ngoài ra nó sẽ có cái giờ mốt để nó, các bác có thể điều khiển. Đấy, thôi được. Đấy, các bác có thể điều khiển. Các bác có nhìn thấy này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, trong bóng tối này các bác có thể quay ở cái phòng hát karaoke các thứ này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Nó múa cực kỳ đẹp. Nó múa cực kỳ đẹp luôn này. Đó. Con này thì đèn laser trang trí. Bên nhà em đang có mức giá đó là 350k nhé. 350k và bên nhà em bao ship cho bác luôn. Đó, 350.000 đồng. Và đây thì các bác có thể dùng điều khiển để các bác bật tắt này. Đấy, ở đây các bác dùng điều khiển các bác bật tắt. Nó có rất là nhiều những cái chế độ của nó ở cái điều khiển này. Nhưng mà đại loại là nó sẽ múa nhiều đẹp hơn những cái kia. Và các bác sẽ điều khiển bằng cái điều khiển này. Đấy là cái mức độ mà là gọi là xấu nhất rồi đấy. Cái mức độ mà xấu, múa xấu nhất ở cái đấy. Thì là các bác có thể nhìn thấy. Hàng đẹp luôn nhé. Nó sẽ gồm cho các bác một cái bộ này. Nó sẽ gồm cho các bác này. Đó là một cái đèn như này, một cái điều khiển bằng dây này. Giá của nó sẽ là 350.000 đồng. 350k, các bác lên cho em mã này, mã đèn laser trang trí nhé. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho bác. Đó, bao gồm phí ship cho bác luôn. 350k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bếp ga của Paloma. Lô bếp ga hôm nay thì đợt này thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Cái dòng này thì của nó thì là mặt của nó, con này là mặt men. Đấy. Lò nướng này. Lò nướng thì sạch sẽ. Bên trong lò nướng của nó cũng rất là sạch sẽ luôn. Các bác có thể nhìn thấy bên trong lò nướng đã vệ sinh sạch sẽ. Đấy, đã vệ sinh sạch sẽ nhé. Các bác về các bác nhận hàng, các bác chỉ việc cắm ga vào và các bác sử dụng thôi. Con này của nó thì đời của nó cũng rất là cao. Đời của nó lên đời 2021. Mặt của nó thì các thứ thì rất là ok luôn. Không bể vỡ nhé. Đấy, tí nữa em sẽ review cho các bác chi tiết lò nướng này, các thứ này. Vặn nhẹ ga là lên. Vặn nhẹ ga là lên. Con này có 3S này. Đấy, có 3 dây này. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Hai bếp cảm biến nhé. Cảm biến này là cảm biến chống cháy nồi. Đó, dòng này thì rất ok luôn. Con này sẽ có cho các bác đó là phần kích thước. Con này sẽ là kích thước của nó là 56cm. Chiều, một chiều ngang này của nó sẽ là 39cm. Và đời 2021, đời cực kỳ cao luôn. Hàng đẹp không bể vỡ nhé. Khi các bác nhận hàng ý, là các bác cứ xem video cho em là đúng như video nhà em quảng cáo. Đó, nhà em quảng cáo video như nào thì nó sẽ đúng là như vậy. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D200. À, G200 đi. Mã G200 nhé. Đấy. G200 bán, em bán rất là nhiều bếp ga rồi. Nhưng lô bếp ga này thực sự các bác luôn là đẹp luôn, đời cao. Con này thì bếp của nó là bếp đồng nhé. Bếp của nó là bếp đồng. Bếp của nó bếp đồng này. Đấy, thực ra là không có bếp đồng đâu, nhưng mà em về rất là nhiều bếp ga, những cái bếp ga mà hỏng ấy thì không dùng được thì em sẽ thay cho các bác lấy cái bếp đồng, bếp xịn để em thay vào đây. Nhưng mà chỉ có Paloma với có bếp đồng thôi nhé. Nhưng còn những cái dòng khác thì sẽ không có. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D200 này. À, G200 chứ, xin em xin lỗi. G200. Con này bên em đang có mức giá của nó sẽ là 2 triệu đồng. Bao ship toàn quốc luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn, ga rất là xanh luôn. Ga xanh đẹp, đời cao. Đấy, đời 2021, 2 triệu đồng và bên em bao ship mã G200. Một cái mã bếp ga tiếp nữa này. Con này thì cũng là của Paloma, nhưng phím của nó là phím ấn nhé. Paloma hay là Zinai, phím ấn, phím xoáy nhà em đều đầy đủ cả nhé. Full chức năng các thứ đều đầy đủ cả. Con này thì là Paloma. Mặt đẹp luôn này. Riêng cái dòng Paloma ấy thì tất cả nhé, nó đều có cái lưới chống khói này. Đấy, chỗ chống lưới khói này. Hàng này thì full đồ đầy đủ luôn này. Sẽ tặng các bác đó là kèm theo đó là pin, một đôi pin và lưới chống chuột. Các bác có thể nhìn thấy dưới đáy này, lưới chống chuột bằng inox nhé. Nên là các bác không phải lo lắng gì cả. Nhà em thì thật sự với các bác luôn rất là tận tâm luôn. Con này thì đây, xay lò nướng của nó này.
sạch sẽ luôn nhé. Ấn này, bật bếp này. Bật bếp này. Đấy. Ga xanh đét đẹp luôn, chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, chỉnh ga to nhỏ này. Tắt này. Hai cái cảm biến chống cháy nồi các bác nhé. Hai cảm biến chống cháy nồi. Lò nướng này. Các bác có thể nhìn thấy ga rất là đẹp luôn. Đó, lò nướng ga rất là đẹp luôn. Bên trong lò nướng các bác có thể nhìn thấy này, em soi rất là kỹ luôn nhé. Các bác cứ về kiểm tra hàng thoải mái luôn. Thực ra là lò nướng ở Việt Nam mình thì ít dùng, nhưng mà ít chứ không phải là không dùng. Đó, hàng cực kỳ ok luôn. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Vệ sinh sạch sẽ, mặt của nó này. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Con này thì là nó là phim ấn. Con này của nó là phim ấn nhé. Lò nướng các thứ đầy đủ. Khi các bác nhận hàng nhé là không bể vỡ. Và bên nhà em chỉ có, các bác lưu ý này, tất cả những dòng bếp ga nhà em là tất cả là bao cho bác không bể vỡ và phải đồng kiểm với ship. Đấy, bắt buộc phải đồng kiểm với ship nhé. Nhà em chỉ có hỗ trợ các bác khi mà các bác đồng kiểm với ship khi mà bể vỡ. Còn những cái lỗi bên trong này bảo hành cho bác 1 năm. Đấy, tất cả ví dụ như là các bác bật không lên lửa hay là các thứ. Đấy, bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Con này thì kích thước của cái bếp này nhé, 59 nhân với một chiều của nó là, con này là 41. 59 nhân 41. Chiều sâu của bếp ga thì nó tất cả nó tương tự như nhau, nó chỉ tầm 17,5 đến 17 thôi. Đến 18. Con này thì các bác lên cho shop mã này là mã G201. G201 nhé. Đấy, lô này lô đẹp luôn. G201 này. G201. 2.100.000. Bao ship. Đấy, đời của con này của nó là đời 2021 nhé. Đời của con này là đời 2021. Hàng đẹp luôn. Đây các bác xem ở tem đời bên hông này nhé. Về các bác cứ kiểm tra thoải mái luôn, đúng như nhà em quảng cáo. Hàng cực kỳ ok luôn. Bếp của nó, con này là bếp đồng. Bếp của nó là con này là bếp đồng nhé. Hàng xịn sò chất lượng luôn. Đó, bếp ga Paloma phim ấn. Một cái mã bếp tiếp theo. Con này thì hàng của Gina. Gina phím xoáy. Đấy, Gina hay là Paloma phím xoáy, phím ấn, nhà em đều có cả. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác con Z9 phím ấn sau. Đây là con Z9 phím xoáy. Con này thì đây, có cái kích thước của nó, nó sẽ là 56, gần như là nó cũng giống nhau hết thôi. 56 nhân với lại 39. Con này thì là hàng cũng đẹp luôn này. Ga này. Ga xanh đét đẹp luôn. Đấy, ga rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Đó, hai cái cảm biến chống cháy nồi. Hai cảm biến chống cháy nồi. Đấy, những cảm biến này rất là nhạy luôn nhé. Các bác để đây không sợ bị cháy nổ. Lò nướng của nó sạch đẹp luôn nhé. Sạch đẹp tinh tươm luôn. Cái dòng này thì bếp ga này thì bên nhà em sẽ tặng kèm thêm cho các bác, đó là lưới chống chuột. Đấy, lưới chống chuột và pin luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, cực kỳ sạch sẽ luôn. Soi kỹ cho các bác luôn này. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn nhé. Mặt trên này của nó này, mặt trên của cái bếp ga này thì nó sẽ không bể vỡ. Vào đây cái lò nướng của nó này, con này thì dòng Z9 không có này, lưới chống chuột các bác có thể nhìn thấy này, lưới inox luôn nhé, lưới inox luôn chứ không phải là lưới, không phải là lưới bằng thép đâu, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng này thì cực kỳ đẹp, cực kỳ sạch sẽ đó, cực kỳ đẹp và cực kỳ sạch sẽ luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã G203 nhé. Dòng này thì của Z9 đấy, nhạy luôn nhé. Đây, vặn nhẹ cái là ga lên này. Đấy, vặn nhẹ cái là ga lên. Đấy, rất là dễ sử dụng luôn. G203. 2 triệu đồng ở bên nhà em bao ship. Con này cái đời của nó là đời 2021 nhé. G203. 2 triệu đồng. Bao ship cho các bác toàn quốc luôn. G203 2 triệu đồng ở bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một con Paloma. Con này phím xoáy này. Hai bếp chống cháy nồi này. Bếp đồng, dòng Paloma. Rất thích cái dòng Paloma này tại vì bếp của nó bếp đồng. Các bác vặn dứt khoát nhé. Đấy, chứ các bác vặn hời hợt này cái thì nó cũng không lên ga mà nó không ấy này. Đấy, các bác phải vặn giữ dứt khoát nó lên lửa này với tắt nhé. Đấy. Rất là ok luôn. Kích thước của nó này. 56 nhân với lại 39 năm. Lưới chống chuột và tặng pin đầy đủ rồi. Còn nặng thế rồi. Khay lò nướng này.
Tất cả thì bên nhà em là đầy đủ đồ cho các bác luôn nhé. Sạch, sạch sẽ này. Đấy, hàng đúng như nhà em quảng cáo luôn nhé. Hàng đúng như nhà em quảng cáo luôn. Và con này thì dùng rất là tiết kiệm ga. Những cái dòng này thì các bác có dùng có thể tiết kiệm ga đến 40% so với những dòng bếp ga bình thường. Đấy, rất là ok luôn. Và các bác có thể chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, con này không phải bị lỗi đâu nhé. Đấy, các bác vận dứt khoát là nó làm được tất cả bếp. Các bác đều phải vận dứt khoát. Các bác lên cho em mã này là mã G206. Bếp ga G206 này. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 2 triệu đồng. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. G206 2 triệu đồng bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đây mặt trên của nó đây. Cực kỳ đẹp và cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sạch sẽ luôn nhé. G206 2 triệu bao ship. Một cái mã bếp ga tiếp theo, một con Paroma nữa. Nói thật với các bác luôn là lô này về cực kỳ đẹp luôn và đời của nó cực kỳ cao luôn nhé. Con này có 3 dây này. À, hàng của Paloma. À, tất cả bếp cho các bác nhé, là bao cho các bác luôn là xịn giỏ đây. Tất cả là các bác phải vận dứt khoát nhé. Nó cháy thì các bác phải bỏ tay ra. Đó. Hàng này thì rất là ok luôn. Dòng Paloma bếp chống cháy nồi này. Đó, kích thước của nó này. 56 nhân với lại 39 em xin lỗi. 56 nhân 39. Dày của nó con này 18. Đời 2021. Hàng của nó thì cực đẹp luôn. Hàng của nó tất cả đều cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này thì hàng nhét nhẹt luôn nhé. Lò nướng của nó này. Lò nướng của nó sạch sẽ này. Lò nướng của nó sạch sẽ. Bên trong lò nướng của nó này. Bên trong lò nướng của nó cũng rất là sạch. Rất là sạch đẹp. Đấy. Hàng của nó thì rất là ok luôn. Đấy, sạch đẹp và rất là ok. Con này thì có 3 dây. Có nút 3S. Đó. À, mặt trên của nó đây. Thì nói chung là cũng không để tránh được là những hơi một tí. Thế nhưng mà gần như là tương đối là đẹp. Toàn bộ là đẹp khoảng 90% trên 90%. Đấy. Nên là các bác có thể yên tâm. Con này thì hàng của nó thì các bác yên tâm rồi. Lúc nào cũng thế. Đun sẽ tiết kiệm ga lên đến 40%. So với những cái dòng mà bếp ga bình thường của các bác đang sử dụng. Con này thì các bác lên cho em cái mã này là G. Nãy là bao nhiêu rồi nhỉ? G207. G207 nhé. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 2 triệu đồng và bên nhà em bao ship. G207. 2 triệu đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc. Đấy. G207 2 triệu đồng bao ship toàn quốc thôi nhé. Một con bếp ga tiếp theo. Một con Osaka. Phím ấn. Đấy, con này thì full chức năng cho các bác luôn. Bật bếp này. Nhạy. Nấu cơm này. Mất điện nhé, nấu cơm. Hai tiện lợi luôn nhá. Đun nước này. Tốc độ này, nói chung là các bác có thể điều chỉnh thoải mái luôn. Tắt bếp này, cảm biến chống cháy nồi. Hai bếp đều rất là nhạy luôn. Đấy, đều có cảm biến chống cháy nồi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Osaka Ga, lò nướng các thứ đầy đủ luôn. Đấy, khay lò nướng này. Sạch sẽ. Bên trong của nó này. Vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Các bác chỉ việc về, tức là các bác chỉ việc về và cắm ga vào là dùng thôi. Về cắm ga vào là dùng thôi, không cần phải dọn dẹp thêm cái gì cả. Đó. Mặt của nó là mặt kính nhé. Đã thế mặt của nó lại còn là mặt kính. Con này thì rất là sạch sẽ luôn này. Đấy. Khi các bác nhận hàng bao cho các bác là không bể vỡ. Lưới chống chuột các bác có thể nhìn thấy này. Lắp sạch kín đáo cho các bác luôn. Lắp từ trước đến đằng sau luôn cho các bác. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Bếp chống cháy nồi. Đó. Đầy đủ đồ. Các bác chỉ việc về, tức là các bác chỉ việc về và là cắm ga và là sử dụng thôi. Đó. Còn độ nhạy thì đây là các bác biết thôi. Đấy. Riêng cái dòng Osaka Ga này, con này đời của nó là đời 2020 nhé. Đời của nó là đời 2020. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã G208. G208 2.500.000. Bao ship đợt này giá ưu đãi cho các bác luôn đấy. Con này mà đời cao mà thực sự với các bác luôn là nó không có chuyện giá mềm như này đâu. Đấy, nhưng mà bên nhà em giá cho các bác giá tốt luôn. Đời 2020. Full chức năng. Full chức năng luôn nhé. À, nấu cơm các thứ thoải mái luôn. Lò nướng các thứ đầy đủ. Đó. 2.500.000 đồng mã G28.
G208. Một con bếp ga tiếp theo. Một con Paloma. Phím ấn. Có 3S luôn nhé. Đấy, bếp cảm biến chống cháy nồi này. Tất cả đều có bếp cảm biến chống cháy nồi nhé. Này. Đấy. Cảm biến chống cháy nồi. Lúc về mà khi bác nhận hàng mà nó hơi chéo chéo một tí thì các bác cái này các bác lấy tay các bác gạt ra thoải mái luôn. Đó. Rất là nhạy luôn này. Mặt của nó mặt đẹp luôn nhé. Mặt của nó mặt đẹp luôn. Đời của con này thì là đời lên đến đời 2021. Kích thước của cái bếp này là 59 nhân với một chiều này của nó là 41. Đẹp keng luôn. Lò nướng của nó này. Lò nướng của nó này. Đây các bác có thể nhìn thấy em xoay sạch sẽ luôn. Đấy các bác mà đang xem trên TV thì thấy nó cực kỳ ok, hầm hố luôn. Con này thì nhỏ gọn, đẹp xịn sò luôn. Đó. Rất là dễ sử dụng, rất là dễ sử dụng. Nó tiện hơn ở những cái dòng bếp ga bình thường. Thứ nhất là tiết kiệm ga này, thứ hai là những cái bếp này. Đó, nó chống cháy nồi. Đấy, nó rất là an toàn. Đó. Con này thì tất cả của nó bên trên của nó rất là đẹp. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, dòng này thì dòng của thương hiệu Paloma. Con này đời của nó là đời 2021. Đời 2021 này. Các bác lên cho em mã này là mã G209. Đẹp xịn sò luôn. G209 2.100.000. Bao ship cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ về theo lô và giá của nó sẽ theo từng lô một. Đấy, tại vì man nó lên, cái giá yên Nhật nó lên ý, thì nó sẽ lên theo bếp ga và giá nó thấp thì nó sẽ lên theo thấp. Thực sự ra với các bác luôn là lô này em đang bán là bán bằng cái lô cũ chứ còn giá của nó đang lên rồi. Thế nhưng mà bên em sẽ vẫn cố gắng làm sao mà hồi giữ giá cho các bác để cho mức giá nó ổn định nhất nhé. Đó, quý các anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Cái mã bếp ga tiếp theo. Một con Zinai. Con này phím xoáy. Hàng này của nó thì còn rất là đẹp. Con này thì đời của nó đời 2020. Con này thì bếp rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Con này giá tốt cho các bác luôn. Con này thì trên mặt của nó thì nó cũng một hai vết xước nhỏ nhỏ ở đây. Cái này nó cũng vết xước nhưng mà nó che chân thì thực ra không quan trọng lắm. Đấy. Con này thì bác nào mà lấy thì em sẽ có một cái mức giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Kích thước của nó nhé. 56 nhân với lại 39. Lò nướng các thứ của nó thì rất là sạch đẹp. Tất cả đều rất là sạch đẹp. Đời của nó đời 2020 cũng là tương đối là cao. Đấy, nếu bác nào mà không quan trọng lắm về ngoại hình thì các bác có thể lấy con này. Bên nhà em sẽ có mức giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Sạch sẽ nhé. Sạch sẽ. Và cảm biến chống cháy nồi các thứ đầy đủ nhé. Và bếp ga vặn nhẹ là cháy. Vặn nhẹ là cháy. Đó. Nên là rất là ok luôn. Đấy, kể cả là cái khay lò nướng bên trên. Các bác có thể nhìn thấy này. Tất cả đều sạch sẽ, lưới chống chuột và tặng kèm theo pin. Đấy, lưới chống chuột và tặng kèm theo pin cho các bác. Con này thì nó có một hai cái vết xước nên là bên nhà em sẽ có mức giá thanh lý cho các bác luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã G210. G210. 1.750.000. Bao ship toàn quốc. 1.750.000 đồng mã này và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng bên nhà em các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé, nên là các bác yên tâm. Đấy, vặn nhẹ là ga cháy, vặn nhẹ là ga lên, ga xanh đẹp đẹp luôn và có cảm biến chống cháy nồi nhé, nên là các bác có thể yên tâm. Cái mã sản phẩm tiếp theo hôm nay thì bên nhà em lại về thêm cho các bác một cái dòng củ sen nhé. Cái này là củ sen đấy các bác. Đấy, củ sen con này là có cả nóng cả lạnh nhé. Đây các bác điều chỉnh vặn nóng lạnh ở đây này, vặn chỉnh nóng lạnh ở đây. Hàng đẹp luôn nhé. Con này cũng có cái vòi xả tự do. Nó sẽ có một cái vòi xả tự do và một cái đường lên bát cho các bác. Đấy. Ngoài ra thì đầy đủ cái bộ phận của nó sẽ là chân chữ Z các thứ là sẽ đầy đủ. Đấy, chân chữ Z các thứ này. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì thương hiệu của nó là Okazamachi. Okazamachi. Hàng cực đẹp luôn nhé. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái củ sen, một cái bát sen, một cái dây cấp. Đấy. Và một cái giá. Một cái giá treo sen. Như thế này. Chọn bộ. Một bộ của nó. Đấy. Một bộ của nó. Bát sen của nó này. Rất là đẹp luôn. Thương hiệu của nó là Okazamachi.
Đấy, hàng cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, bên trong của nó này các bác có thể nhìn thấy đấy. Rất là thanh mảnh thôi, rất là thanh mảnh nhưng mà rất là chất lượng nhé. Các bác có thể chọn là chỉnh xả tự do hay là xả đều ok. Đấy, xả tự do hay xả bát sen đều rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. Và con này thì nó rất là dễ sử dụng. Nó rất là dễ sử dụng nhé. Có cả nóng cả lạnh nhé, nó sẽ điều phối cho các bác là cả nóng cả lạnh cho các bác. Đây. Rất là tiện lợi và xịn sò. Đấy. Vặn này. Vặn rất là xịn sò luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 650.000 đồng. 650k và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã củ sen. Cây sen Orama. Đấy, 650.000 đồng. 650k. Hàng mới luôn nhé, hàng mới. Các bác có thể nhìn thấy đây, em có thể bắt test thử cho các bác, bắt thử cho các bác để các bác có thể về các bác cứ bắt luôn nhé. Cái này thì các bác bắt vào tường như cây sen bình thường thôi. Đấy. Vào đây, các bác bắt sen vào đây thôi. Xoáy ra, các bác bắt cái ấy sen vào đây. Cái bát sen tắm vào đây. Là các bác có thể sử dụng được. Đấy. Rồi. Đấy. Và các bác điều chỉnh thì các bác điều chỉnh ở đây. Đấy, off này, on này. Đấy, là nó sẽ tự pha, các bác tự pha nóng lạnh nhé. Đây các bác vặn sang bên trái là xả tự do, còn vặn sang bên phải là tắm. Còn là các bác muốn chỉnh nóng lạnh thì các bác sẽ chỉnh ở cái đoạn ở giữa này. Đấy, là tự nó sẽ trộn nước, tự nó sẽ trộn nước cho các bác luôn. Hàng xịn sò luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu Okazamachi, hàng nội địa Nhật nhé. Hàng nội địa Nhật, hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng này hàng hiếm luôn đấy. Đấy, củ sen này. Hàng cực kỳ hiếm và xịn sò luôn. Đấy, các bác bắt cái bát nữa vào đây là xong. Bắt cái bát nữa vào đây là xong. Nó sẽ đầy đủ cho các bác, đó là cả giá treo các thứ đầy đủ luôn. Cả chữ Z 650k và bên nhà bao ship. Đấy, màu của nó như này nhé. Màu của nó như này. À, các bác lên cho em mã này là mã củ sen. Củ sen 1 đi, bộ củ sen 1 cho nó dễ. Nó giòn giếc các thứ đầy đủ hết nhé. Đấy, về là chỉ việc lắp lên và dùng thôi. Về các bác chỉ việc lắp lên và dùng thôi. Và cái hàng này là hàng độc hiếm luôn nhé. Hàng hiếm luôn. Ở đây em hình như có 2-3 bộ thôi. Về được 2-3 bộ thôi. 650k. Củ sen 1. Các bác lên cho em mã này. Mã củ sen 1. Để em ghi luôn vào đây nhé. Mã 1 nhé. Bộ củ sen mã 1. Cho nó dễ. Không đến lúc mà lại nhầm lẫn. Mã 1. 650k. Bộ củ sen mã 1. 650k. Đây, một cái bộ củ mã thứ hai luôn, giới thiệu luôn để nó bị nhầm lẫn luôn. Đấy, thì nó sẽ là một cái bộ củ sen phổ thông như thế này. Đấy, nó là bằng inox bóng nhé. Nó là bằng inox bóng. Hàng đẹp luôn này, lõi bên trong của nó này. Con này thì rất là đơn giản thôi, các bác bắt thì nó như bình thường thôi. Còn đây là cái bát sen của nó, dây cấp thì nó cũng bình thường, không có cái gì khá nổi trội cả. Đấy, con này thì inox bóng mạ chrome. Này, em Dân này, xin chào các bác này. Đấy, ở đây các bác có thể chỉnh tia. Cái này ở đây thì các bác có thể chỉnh tia này. Các bác có chỉnh tia. Đấy, đúng chỉnh tia rồi. Đây. Ở đây các bác có thể chỉnh tia ở cái bát sen này. Hàng đẹp luôn nhé. Các bác về các bác cũng bắt như thế thôi, bình thường thôi. Sen bóng các bác có thể nhìn thấy không? Em có thể soi gương được. Này, em có thể soi gương được này. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã bộ củ sen 2. Đấy. Củ sen mã 2 nhé. Củ sen bộ củ sen mã 2. Củ sen 8. Con này bên em cũng có mức giá đó là 650k bao ship nhé. Đấy, bộ củ mã 2 này, mã 2. 650k. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Mã 2 650.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc cho các bác. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật, sen bóng. Loại này là loại sen bóng. 650k. Còn một cái bộ nữa này. Cũng đầy đủ nhé, tất cả thì nó sẽ đầy đủ cho các bác là chữ Z này. Chữ Z để các bác bắt này, bát sen này, dây sen này, và cái giá treo sen đầy đủ luôn. Con này thì là sen mờ. Đấy, hàng cũng là hàng của nội địa Nhật. Đấy. Con này thì củ sen mờ. Giá của nó thì sẽ mềm hơn nhé, đầy đủ bộ phận như theo như thế này. Các bác lên cho em mã này là mã 3. Mã 3 đi. Mã 3, 550k bao ship. Mã 3, 550k. Các bác lên cho em mã này là mã 3, 550.000 đồng với bên em bao ship nhé. Đấy. Con này là củ mờ, nhiều bác không thích củ bóng. Thì các bác có thể dùng củ mờ hoặc là bác có thể lắp cho cái phòng, những cái dãy phòng trọ ấy.
thì chúng ta cũng không cần phải loại xịn như những dòng kia. Thì chúng ta dùng những dòng này, dòng mờ, thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí. Nó cũng là hàng xịn nhưng mà nó sẽ tiết kiệm được chi phí hơn những cái dòng bóng kia thì nó đắt đỏ hơn. Đó, dây của nó đây, đầy đủ cả bộ các thứ luôn. Đấy, 550k một cái bộ, cả bộ như này. Và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã củ sen mờ. Củ sen mờ nhé, 550k bao ship. Hàng đẹp xịn xò luôn. Và riêng hàng như em thì các bác yên tâm một điều, đó là cứ nhận hàng rồi các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái mẫu vòi Larabo. Vòi Larabo này, con này là vòi Larabo vuông. Con này thì tương đối là cao. Những cái chậu rửa ấm hoặc là các bác nào mà muốn chậu nó cao thì các bác có thể sử dụng. Nó sẽ đầy đủ cho các bác, đó là những cái bộ phận của nó, giá treo này, dây cấp này, thì chắc chắn là sẽ phải đầy đủ rồi. Đây, bên trong của nó đây, bên trong của nó đây, kích thước của nó nhỉ, để em đo cho bác cái tổng cái chiều cao. Con này khá cao đấy. Hàng này thì thực sự ra với các bác luôn là nhiều bác kiếm mà không được. Ví dụ những cái chậu mà bác làm chậu nổi thì nó đã mất 3-40 phân rồi, thì con này rất là vừa luôn. Đây, dòng này là dòng vuông bóng, tổng kích thước của nó lên đến 30,5 cm. Tổng kích thước của nó lên đến 30,5 cm nhé. Con này thì kích thước của nó vuông nó sẽ là hơn 4 cm một chút. Và nó có thể, nó đua dài ra này. Nó đua dài ra đến 15,5. Nó đua dài ra đến 15,5 cm. Đấy. Hàng này của nó là hàng nội địa Nhật nhé, nên là các bác dùng cũng rất là ok. Đấy. Bên trong lõi của nó thì rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cho các bác đó là nước hai cái ống này. Nó sẽ lên cái vàng ở đây. Và nó ra vòi này thôi. Nó đơn giản nên là nó cũng không quá là nặng. Hay là không quá là cầu kỳ. Dòng này y nước bóng, các bác về các bác lau qua đi là nó sẽ ok, sạch sẽ, đầy đủ bộ phận cho các bác, dây cấp, dây keo, các thứ sẽ đầy đủ. Đấy, những cái dòng dây cấp, dây củng này các thứ là sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Màu của nó là màu trắng, màu của nó là màu inox bóng. Con này thì ở bên nhà em đang có cái mức giá của nó, nó sẽ là 600k và bên em bao ship 600k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo vuông bóng, 600k bao ship. 600k bao ship, hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Mà giá lại mềm nhé, chỉ có 600 ngàn đồng thôi mà lại còn bao cả ship nữa cho các bác luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng, thanh toán đúng như cái mẫu em đang giới thiệu trên video đây. Đấy, không đúng không thanh toán, không đúng không thanh toán, nên là các bác có thể yên tâm nhé. Hàng đẹp luôn. Một cái mã tiếp theo, một số những cái mẫu vòi chậu rửa bát này. Đấy, vòi chậu rửa bát. Con này thì em có dạng due và dạng không due. Đấy, dạng due và dạng không due, nó hai hãng khác nhau. Thì em sẽ xin đi và giới thiệu từ từ nhé. Cái vòi due này thì như các bác đã biết rồi, lần trước em đã giới thiệu cho các bác một lần rồi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Okazamachi, hàng của nội địa Nhật. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Nó sẽ có cho các bác đó là cái dòng dây cấp nóng lạnh đầy đủ. Này, để em xoáy ra. Đây, bên trong của nó này, hàng xịn luôn. Nói chung là hàng này thì hàng chất lượng rồi. Các bác yên tâm là nhận hàng cứ kiểm tra hàng. Riêng hàng nhà em dân là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán, chứ không phải vội vàng gì cả. Đây, các bác về các bác lắp vào. Đây, các bác lắp vào. Đấy, các bác cứ về các bác lắp vào thoải mái cho nhà em. Hàng này bát due nhé. Các bác có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ này. Cần gạt nóng lạnh của nó này. Cần gạt nóng lạnh của nó này. Thương hiệu của nó là Okazamachi. Thương hiệu của con này là thương hiệu của Okazamachi. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng đẹp, chất lượng luôn. Đấy, con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 450.000 đồng. 450k và bên nhà em bao ship nhé. 450k bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này, mã Larabo Due. Hoặc là các bác có thể gửi hình ảnh cho em nhé, chụp ảnh gửi qua Zalo cho em. Cái số hotline em đang để ở góc màn hình đây. Hai số hotline các bác gửi Zalo số nào cũng được. Loe 450k. Loe, các bác lên cho em mã Loe nhé. 450 ngàn đồng bao ship. Tại sao em lại gọi nó là Loe? Đây, tại vì bát của nó Loe này. Đấy, cái bát của nó loe này. Này, nhận hàng như em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, các bác chỉnh cái đầu vòi đây này,
nó sẽ có hai loại thì các bác chỉnh ra. 450.000 đồng bao ship. Còn một cái loại loe nữa này, loe nước lạnh không này. Đấy, loe nước lạnh không này. Thì đây. Thì nó chỉ đơn giản là lắp xuống lấy thôi, xong là các bác ấy đây. Con này thì con loe này thì rất là ok luôn. Đấy. Cũng thế này. Đấy. Nước nguyên nước lạnh không thì nó chỉ có đơn giản như này thôi. Các bác cũng có thể xoay 360 độ. Đấy, và cái gạt này đây các bác gạt mở ra và đóng thôi. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì đơn giản, giá của nó mềm hơn. Giá của nó sẽ là 250k. Đấy, các bác lên cho em mã này nước lạnh re, lạnh re nhé. Lạnh re, hoặc là các bác chịu khó giải thích cho em tí thì là nhân viên là em sẽ hiểu. Còn không, nếu mà các bác muốn nhanh nhất thì các bác chỉ cần đọc chữ lạnh re. Lạnh re là nhân viên nhà em biết. Lạnh re 250k. Lạnh re 250k bao ship. Một cái mã tiếp theo. Đây. Một cái mã nước lạnh. Con này thì hàng của Toto. Hàng của Toto. Con này thì nó đơn giản thôi. Nó cũng chả có re hay là chả có gì cả. Đơn giản chỉ là một thanh lên như này. Đây là dành cho bác nào thích sự đơn giản. Thì chắc chắn là cái này sản phẩm như em thì nó sẽ đầy đủ cho các bác đi theo là đầy đủ, sẽ là dây cấp các thứ nó sẽ đầy đủ cho các bác. Riêng con nóng lạnh thì có dây cấp, nhưng còn con nguyên nước lạnh không thì nó sẽ không có cái gì cả. Nó chỉ có cái vòi thôi nhé. Đấy. Hàng của Toto. Các bác về các bác đấu vào chân cho em. Hàng của Toto nó sẽ khác này. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Giá của nó cũng thế nhé. Giá của nó cũng là 450k bao ship. Giá của nó cũng là 450k bao ship nhé. Đấy. Nhưng mà hàng thì nó hãng khác nhau. Nó là các hãng khác nhau. Đấy. Các bác lên cho em mã này. Mã vòi Toto. Vòi Toto nóng lạnh. Toto nóng lạnh này. 450k vào bên nhà em bao ship. 450k bao ship. Cái dòng này là dòng vòi chậu rửa bát Toto nhé. Toto nóng lạnh 450.000 đồng ở bên nhà em bao ship luôn. Cho các bác cái mã này. Một cái mã tiếp theo. Đấy, một cái vòi xoay này. Đấy, các bác muốn chỉnh tia theo kiểu nào thì các bác vặn theo kiểu đấy. Ở đây thì tia theo kiểu, một cái là kiểu nước mưa và một theo kiểu là nó sẽ ồ ạt, nó chảy ra. Đấy, thì các bác muốn chỉnh theo kiểu nào thì các bác vặn theo kiểu đấy. 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 Hoặc là các bác có thể chỉnh ở hai đầu này cũng được này. Đấy. Nó có, các bác có thể xoay bất cứ chiều nào, cứ xoay xuống là nó sẽ chảy nước theo kiểu xuống dưới như này. Đấy. Con này thì nguyên nước lạnh không nhé. Con này thì nguyên nước lạnh không. Đấy. Hàng này thì hàng của Toto. Hàng này hàng của Toto này. Đấy. Hàng nội địa Nhật Made in Japan. Hàng của Toto, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Đấy, hơi sợ, hơi bóng nhỉ. Dòng này thì nó sẽ không có dây cấp đâu nhé. Hàng này thì nó sẽ không có dây cấp. Đấy, các bác có thể chỉnh này, bốn phía này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, các bác có thể xoay ngược, xoay xuôi, xoay trái, xoay phải đều được. Hàng này rất là bền. Nó rất là bền và rất là xịn sò, nhưng mà nó chỉ có nguyên nước lạnh. Đấy, nó chỉ có nguyên nước lạnh. Và con này có bác có thể xoay ở đây nữa này. Đấy, ví dụ là dùng xong, các bác để này, dùng xong các bác gấp lại. Đấy, để đỡ tốn diện tích của cái chậu rửa các bác vặn ra. Vặn sang. Đấy, nó hơi mất thao tác một chút, nếu mà các bác nào dùng quen con này rất là ngon luôn. Nguyên nước lạnh không nhé. Con này thì bên thì em đang có mức giá của nó sẽ là 400k. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã vòi chậu gạt nhé. Vòi chậu gạt. Gạt này. Hoặc là cái chỗ này xoay này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Vòi chậu gạt 400k vào bên nhà em bao ship cho bác cái mã này luôn. 400.000 đồng vào bên nhà em bao ship nhé. Vòi chậu gạt này. Hàng đẹp luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác bên nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ yên tâm, không phải là bảo là không được kiểm tra hàng hay các thứ đâu. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái 400k vào bên em bao ship. Một cái mã chảo tiếp theo. Một cái dòng chảo Seki này. Con này là chảo Nhật mới về. Lâu lắm mới về lại nhé. Nó sẽ có cho các bác này. Rất là tiện lợi luôn. Chị em phụ nữ làm nhà bếp, ví dụ là xào nấu các thứ mà vớt lên này róc mỡ này. Rất là tiện lợi luôn này. Con này thì các bác cầm đây không sợ bị gãy cái này đâu. Nhiều nhà mua, mình mua hay sợ. Nhà em thế, mua những cái chảo đẻo ấy, nó hay bị gãy cái chỗ này. Vứt đi nó phí.
cái chảo, mà con này thì rất là dày dặn nên là các bác không lo bị gãy. Đây, dòng chảo này thì các bác có thể đun bếp ga, bếp từ thoải mái luôn. Hàng của Seki Japan, đun bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, các bác đều có thể đun được thoải mái luôn nhé. Đấy, rất là dày dặn luôn các bác. Con này trọng lượng của nó này, của nó là gần 1,3 cân, gần 1,3 cân nhé, nó rơi vào 1,28 hay 1,27 cân. Kích thước của con chảo này của nó này, size 26 cm, 26 cm, chiều cao của nó sẽ là 9 cm, 26 x 9, đầy đủ cho các bác luôn. Hàng của nó nhé, khi các bác nhận hàng, hàng mới nguyên hộp luôn, hàng mới nguyên hộp luôn như này cho các em. Chảo Seki, chảo Seki nhé. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó là 350.000 đồng, 350k nhé các bác nhé. Dòng chảo Seki này giá cực kỳ ok luôn, và bên nhà em lại còn bao cả ship cho các bác nữa. Đấy, nhận hàng các bác chỉ cần thanh toán là 350k là xong. Chảo Seki 350k, bao ship toàn quốc. Cái mã chảo Seki nhé, hàng đẹp và xịn sò luôn nhé. Hàng đẹp và xịn sò, nhận hàng các bác kiểm tra hàng nhà em thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé, nên là các bác có thể yên tâm, hàng chất lượng luôn. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một số những cái mã chiếu điều hòa này. Ở đây thì nhà em cũng có đầy đủ các size số cho các bác luôn. Ở mét rưỡi, mét 6, mét 2, mét 2 này, mét rưỡi, mét 6, mét 8, 2 mét 2, đầy đủ cho các bác luôn. Trong này thì của nó sẽ là có một cái túi như thế này. Và đây, bên trong của nó đây, nó sẽ gồm cho các bác đó là hai cái vỏ gối. Hàng về số lượng thoải mái luôn nhé. Viền của con này nó là viền lụa. Viền của nó là viền lụa này. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Chiếu điều hòa này. Đó, mặt đằng sau của nó này. Đấy, thì mỗi lô của nó, cái mặt đằng sau này nó sẽ khác nhau nhé, một chút. Đó, và mặt đằng trước này của nó thì là bằng chiếu mây, rất là dày dặn luôn nhé các bác nhé. Viền lụa, hàng đẹp luôn. Các bác có thể giở lại mặt này để dùng mùa hè đông, mà là mặt này dùng mùa hè rất dễ giặt. Cái dòng này có thể giặt được thoải mái luôn nhé. Đó, một cái dòng chiếu này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá thì sẽ bán theo size số của nó. Nó sẽ gồm cho các size số như sau. Đầu tiên thì đó là một cái chiếu 1,2 mét này, nhân với lại kích thước của nó là 2 mét, là giá của nó sẽ là 320k. Và các bác lưu ý nhé, là cái chiếu 1,2 mét này là có một vỏ gối, một gối đấy. Đấy, chiếu 1,5 x 2 mét, giá của nó sẽ là 340k. 1,6 x 2 mét, 360k. 1,8 x 2 mét, 380k. Và 2,2 x 2 mét, nó sẽ là bằng 400k. Và toàn bộ đơn hàng này thì bên nhà em sẽ bao gồm cả phí ship cho các bác rồi. Tức là khi các bác nhận hàng, các bác chỉ cần thanh toán cái số tiền đây của nó là được, không cần phải thanh toán thêm bất cứ một cái khoản phụ phí nào cả. Hàng đẹp giá tốt luôn nha các bác nhé. Hàng đẹp giá tốt luôn. Và con này thì nó rất phù hợp cho tất cả các khí hậu của Việt Nam chúng ta, miền Nam, miền Bắc các bác đều có thể sử dụng được. Nằm của nó thì nó thoáng lưng nhé, nó sẽ thoáng lưng, mà nằm nó sẽ dễ chịu cho các bác vào những cái khoảng thời gian nắng nóng. Đấy, nó cũng rất là đỡ đi nhiều. Đó, các bác lên cho em mã này, mã chiếu điều hòa. Còn kích thước thì nó sẽ theo giường của các bác đo giường giúp em. Hàng đẹp luôn nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái số những dòng ly giữ nhật nhật bãi này. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn này. Con này thì rất là ok luôn. Hàng có nội địa Nhật. Dòng này thì các bác có dung tích của nó là sẽ là 450ml. Một con này là 450ml. Các bác có thể đựng nước nóng, nước lạnh vào được, nhưng mà tuyệt đối là các bác không đang đựng nước nóng, các bác không chuyển sang đột ngột đựng nước lạnh, và ngược lại nhé. Đấy, cái dòng này các bác đựng nước nóng hay nước lạnh đều được, nhưng mà các bác sẽ không nên cho nó là đang đựng nước nóng thì các bác đựng nước nóng luôn, còn đang đựng nước lạnh các bác đựng nước lạnh luôn nhé. Và chúng ta không nên làm nó đột ngột thì nó sẽ mất cái giữ nhiệt. Đấy, riêng cái dòng này nó là thế, tại vì làm sao, cái dòng này nó là hút giữ nhiệt ở chân không, hai lớp inox nhé. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của nó này 12, miệng của nó là 8,5, 12 x 8,5. Một cái ly giữ nhiệt này thì nếu mà có, nó sẽ có hai mức giá. Các bác mua lẻ thì là 65.000 đồng một cái, các bác mua dưới 5 cái. Còn các bác khi có mua trên 5 cái thì giá của nó sẽ giảm cho các bác xuống còn 60.000 đồng. Và từ 10 cái trở lên thì bên nhà em sẽ bao gồm phí ship. Đấy, tức là các bác lấy 10 cái trở lên thì nhà em mới bao gồm phí ship cho các bác cái dòng ly giữ nhiệt này. Hàng còn gần như là mới luôn. Đấy, thực ra là mới luôn chứ cũng không phải là gần như, thế nhưng mà ý là nó là hàng bãi, nó là hàng thanh lý của siêu thị. Hàng còn rất là ok. Các bác lên cho em mã này, mã ly giữ nhiệt nhật bãi. Ly giữ nhiệt nhật bãi. Bên nhà em đang có mức giá đây. Nó sẽ có hai cái này, hai mức giá như sau. Một cái loại là 65.000 đồng, 65k. Đấy là các bác mua từ 5 cái trở xuống, và 60k.
thì các bác mua từ 5 cái trở lên và 10 cái sẽ là 600k và bên nhà em mới bao ship. Đấy, 10 cái 600k bao ship. Nhận hàng bên nhà em các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ yên tâm. Một cái mã tiếp theo này, xin giới thiệu với các bác một số những cái bộ dao nguyên hộp luôn này. Một bộ này, hai bộ này, ba bộ này. Đấy, ba bộ này là ba loại khác nhau luôn. Đầu tiên thì xin giới thiệu cho các bác đó là một cái bộ dao của Nhật. Hàng thì khi các bác nhận hàng mới là nguyên hộp nhé. Hàng khi các bác nhận hàng nguyên hộp này. Thương hiệu của này là thương hiệu Groban này. Thôi để em giới thiệu luôn vào đây để các bác đỡ mất thời gian. Đầu tiên của nó thì nó sẽ có một cái kéo cắt thực phẩm. Hàng của Groban này. Chất luôn nhé. Hàng đẹp, hàng chất luôn. Xịn sò. Con này các bác cắt thực phẩm thì tuyệt vời luôn rồi. Cắt bún, cắt nem, cắt các thứ thì yên tâm. Đấy, không sợ bị hen gì. Không sợ bị hen gì luôn. Đó là cái mã đầu tiên. Con này thì cân trọng lượng cho các bác luôn. 200g. Trọng lượng của nó là 200g. Tiếp theo đó là một cái liếc mài dao. Cái liếc mài dao này thì trọng lượng của nó đây là cũng gần 200g. Cái kích thước của nó nhé, nó rơi vào 29,5cm từ phần lưỡi phần cán 19. Đó, đó là cái liếc mài dao. Một cái con dao gọt hoa quả trái cây. Quên mất nãy cũng giới thiệu cho các bác, thì để tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Con dao gọt hoa quả trái cây thì con này có, em có bán lẻ. Hàng của Groban này, Japan này. Hàng cực xịn luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Đẹp, không thể chê đều được. Con này rất là sắc nhưng gọt hoa quả rất là ok mà nó rất là cứng cáp. Đấy, cán liền thân nhá. Tất cả là cán liền thân. Tay này có cái độ nhám để chống các bác chống chân trượt, ví dụ tay đang dầu mỡ này. Các bác này mà các bác, con này mà các bác làm cá ấy, làm lòng cá, lòng gà tuyệt vời luôn này. Đấy. Vừa gọt hoa quả mà các bác có thể vừa làm được những cái lòng gà, lòng cá. 100g. Kích thước của nó là 21 từ phần lưỡi phần cán 11. Một con dao thái. Con dao thái thì chắc các bác nãy xem em giới thiệu rồi, con dao thái lẻ nhưng mà thôi vẫn phải giới thiệu cho các lại cho các bác. 200g. Đấy. Tổng chiều dài 30cm từ phần lưỡi phần cán 17.5. Và bản dao con này sẽ là 5cm. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng đẹp luôn và nó rất là sắc. Đấy, cái độ sắc của nó thì các bác yên tâm luôn, đầy đẹp. Không phải lấy cái gì mà bảo là giấy làm cái gì cho nó hoa mỹ ra. Túi bóng này. Này, các bác nhìn thấy cái túi bóng này. Đấy. Là cái dòng dao thái này nó chơi được hết. Cái túi bóng mà nó còn cắt đây nhé, em cắt chậm cho các bác xem này. Em còn sợ đứt tay. Đấy, này. Rất là sắc bén luôn. Đấy. Hàng của Gold Bồ, cán liền thân, con này các bác thái thịt bò thì ngày Tết hay là những ngày có dịp gì mà các bác cầm đi mà thái thịt bò các thứ thì tuyệt vời luôn này. Đấy, thái thịt sống thì chín đều ok. Đấy, một con dao chặt. Con dao chặt G50 nhé, G50 là dao chặt các bác nhé. Dao chặt thì cầm nó vẫn nặng hơn một chút. Trọng lượng của nó là 500g. Ở cái phần kích thước của nó thì nó sẽ rơi vào từ phần lưỡi phần cán của nó là 31,3cm. Tổng chiều dài là 31,3, từ phần lưỡi phần cán này là 20. Và bản dao con này nó sẽ rơi vào 8,3. Con này con dao chặt. Chặt xương gà, xương vịt. Đấy, xương lợn, nhưng mà xương lợn thì những cái xương to, xương ống thì các bác hạn chế. Con này vẫn chặt được nhưng mà nói chung là nó chỉ chặt trong gia đình thôi. Và một con dao thái bản lớn. Đấy, một con dao thái bản lớn này. Con dao thái bản lớn thì sống mỏng hơn và nó cũng nhẹ hơn nhé. Đấy, nó cũng nhẹ hơn cho các bác rất là nhiều luôn. Con này thì trọng lượng của nó là nó rơi vào cửa 300g thôi. Thái bản lớn của nó chỉ rơi vào 300g. Đó. Đây. Hàng đẹp luôn. Để em đo cho các bác cái kích thước này. Tổng chiều dài của nó sẽ rơi vào là 19. Từ phần lưỡi đến phần cán là 29. Từ phần lưỡi đến phần cán là 18 này. Đến đây là 18 này. Bản dao của nó sẽ rơi vào 8,3cm này. Con này thì tất cả toàn bộ là cán liền thân nhá. Có cái chỗ này độ nhám chống trơn trượt. Để các bác có thể thái các thứ hay cầm để nó tay nó đang dính mỡ ấy, thì nó không bị tuột dao ra được. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. Đấy. Và cái bộ dao của nó đây. Cực đỉnh luôn. Bác để vào bàn bếp, nó sang cái bộ bàn bếp của các bác lên luôn. Mà giá của nó nhé, thì bao cho các bác là giá mềm luôn, 850.000 đồng nhé. 850k và bên nhà em còn bao cả phí ship cho các bác luôn. Đấy, 850k bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Bộ dao Nhật. Đấy, bộ dao Nhật 850k bao ship. Hàng đẹp, hàng đỉnh luôn. Đó, đó là bộ dao Nhật đầu tiên này. Bộ thứ hai. Bộ thứ hai đó là một bộ dao của Đức. Đấy, hộp này của nó cũng là hộp inox luôn này. Các bác mà đặt vào trang trí thì quá là tuyệt vời luôn này.
Đấy, còn một bộ dao VIP của bộ cuối thì tí nữa em sẽ giới thiệu. Đó, bộ này của nó sẽ gồm có cho các bác là những cái món như sau. Đầu tiên của nó thì vẫn không thể thiếu được, đó là cái kéo cắt. Con này thì kéo của cắt của nó là cắt gà vịt thực phẩm. Đấy, con này cắt cả gà vịt luôn nhé. Hàng này thương hiệu Willing của Đức, đỉnh luôn, cán liền thân nhé. Nên là các bác có thể cắt những cái xương gà cứng các bác cũng cắt được, chỉ sợ là ví dụ nó cứng quá mà cái sức các bác không đủ cắt thôi. Đấy, thì cái này cho anh em trẻ trẻ mà tí cắt thoải mái luôn. À, ngồi ăn nhậu mà có con gà mà ngại mang dao thớt ra thì con này rất là ok luôn này. Đấy, kéo cắt thực phẩm này. Một cái kéo thực phẩm này trọng lượng của nó là 200g nhé các bác nhé. Một cái liếc mài dao này. Cái liếc mài dao này nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp luôn. Thực ra cái này còn lâu các bác mới dùng đến nhưng mà thôi em vẫn cứ giới thiệu. 19,3cm, từ phần lưỡi phần cán là 19. Là các bác dùng xong nhưng các bác lại đặt vào vị trí đấy, để trên bàn bếp. Một con dao gọt trái cây, cán toàn bộ của nó là cán liền thân các bác nhé. Cán toàn bộ của nó là cán liền thân, hàng của Willing của Đức, hàng Willing của Đức. Con này con gọt trái cây này, trọng lượng của con này thì là chưa đến 100g luôn, rất là nhẹ luôn. Đấy, như các em giới thiệu đấy, các bác làm lòng làm gà làm vịt thì thoải mái luôn. Kích thước tổng chiều dài của con này nó sẽ rơi vào 20,6cm. À, từ phần lưỡi phần cán là 10,5. Bản của con dao này thì nó sẽ rơi vào 1,8cm nhé các bác nhé. Gọt trái cây, gọt hoa quả hoặc là các bác dùng trong bếp thì nó đa di năng lắm. Đấy, nó đa di năng, các bác dùng xong các bác rửa đi thôi. Đấy, gọt trái cây các thứ, nói chung là rất là tiện. Một con tiếp theo, một con dao thái, hàng của Đức thì các bác yên tâm rồi. Hàng của Đức thì các bác yên tâm rồi. Trọng lượng của nó nhé, 200g nhé. Trọng lượng của nó sẽ là 200g. Để đây thì cái này các bác không nhìn thấy nhỉ, nhưng thôi em cứ đọc ra cho các bác cho nó dễ nhé, cho nó đỡ phải nhìn nó không được nhìn rõ lắm, nhưng thôi. Kích thước của nó này, tổng chiều dài con này nó sẽ rơi vào 30,5cm, từ phần lưỡi phần cán của nó là 18, và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 4,3cm nhé. Hàng của thương hiệu Willing của Đức, hàng của thương hiệu Willing của Đức, hàng đẹp nét luôn. Đấy, hàng đẹp nhất xịn sò luôn nhé. Đấy, trọng lượng của nó thì là 200g. Đấy, để em cho cái cân lên trên này tí. Đấy, nhà này các bác nhìn thấy được rồi. Một con tiếp theo này, một con này là con dao thái bản lớn nhé. Các bác lưu ý nhé, nó ở cái dòng dao Đức này thì nó sẽ có hai cái này. Con dao thái bản lớn với con dao chặt ý, thì con dao chặt nó sẽ là đầu tròn và con dao thái bản lớn nó sẽ là đầu vuông nhé. Đấy, thì một số bác cũng có gọi điện cho em bảo là dân ơi, dao chặt nhà em sao mà chị chặt xương lợn đã mẻ, đã cong lưỡi dao rồi, nó không phải mẻ mà nó cong lưỡi dao. Thế là chụp ảnh cho xem thì đúng là lấy con dao thái bản lớn ra đấy để chặt, thực sự rất là buồn luôn. Đấy. Đấy, hàng thương hiệu của nó là thương hiệu Willing của Đức này. Toàn bộ là cán liền thân nhé, cái nhựa đấy, ốp nhựa để chống chân trượt cho các bác cầm vào tay. Trọng lượng của nó sẽ rơi vào con thái bản lớn này nó sẽ rơi vào 350g. 350g nhé. Cái kích thước của nó này, tổng chiều dài của con này nó sẽ rơi vào 31cm, từ phần lưỡi phần cán của nó là đến chỗ này là 18, và bản dao con này thì là 8,3cm. Hàng cực kỳ ok luôn nhé các bác nhé. Hàng này cực kỳ ok và cực kỳ chất luôn. Và cuối cùng của nó sẽ là một con dao chặt. Trọng lượng của con dao chặt này thì là nó rơi vào 380g. Cán này rất là đẹp luôn. Hàng của nó thì hàng nét luôn rồi, thương hiệu Willing của Đức này. Hàng của Germany này, Made in Germany. Hàng này đảm bảo cho các bác luôn nhé. Các bác nhận hàng, các bác cứ bóc ra, các bác kiểm tra thoải mái cho em. Tổng chiều dài con này là 30, gần 30, một chút, thiếu một chút nữa 30. Từ phần lưỡi phần cán 17. Và bản dao của nó sẽ rơi vào 8cm. Hàng chất luôn. Con này các bác chặt gà vịt thì quên sầu luôn. Đấy, gà vịt quên sầu luôn, và nó không dễ bị trượt tay đâu. Bác nào nhất là đi hộ đám ý, các bác nào ở quê hay đi hộ đám thì con này dùng rất là tuyệt vời luôn này. Đấy, con dao chặt này. Đấy. Đến nếu mà không muốn nói là chặt ở nhà, rất là tuyệt vời luôn. Đó. Và có một cái kỹ thuật mà cầm dao ấy thì chắc là các bác cũng biết rồi, nhưng mà thôi thì em có ông anh làm đầu bếp ông chỉ, thì các bác cầm dao thì các bác cầm này này thì nó không các bác chặt thịt gà nó sẽ đẹp miếng thịt gà hơn. Đấy. Đây, khi xong là một bộ dao của nó sẽ là như thế này. Các bác để trên bàn bếp thì tuyệt đỉnh công phu luôn. Hàng của thương hiệu Willing nhé. Giá của nó này là giá cũ là 900 nhé. Nhưng đợt này đây các bác có thể nhìn thấy chữ đen này. Đợt này em đang giảm giá cho các bác xuống còn 800.000 đồng. 800.000 đồng một cái bộ hộp dao inox của Đức, và bên nhà em bao ship.
800k bao ship cho các bác luôn nhé. Hàng đẹp nhất rồi. Đó. Một cái bộ dao nữa đây. Con này thì hộp gỗ. Con này thì hộp gỗ này. Một bộ này thì của nó sẽ gồm có cho các bác đầu tiên thì đó là một cái kéo cắt gà vịt thực phẩm. Ốp gỗ luôn. Hàng của thương hiệu Willing. Willing của Đức này. Hay inox hàng Germany này. Tổng trọng lượng của cái này là 250g. 250g. Đó. Tổng trọng lượng 250g. Một con dao gọt hoa quả. Con này nó sẽ không có cái lước mài nhé. Một con dao gọt hoa quả. Tổng chiều dài của nó sẽ là 23cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 12,5. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn này. Đó, thương hiệu Willing của Đức này. Đấy, hộp gỗ nhé. Một con dao thái này. Đấy, thương hiệu Willing Germany của Đức này. Hàng đẹp luôn, xịn sò luôn này. Đấy. Cán của nó là cán liền thân luôn như ốp gỗ. Trọng lượng của nó sẽ là 200g. Trọng lượng 200g này. Kích thước này. Từ phần lưỡi đến phần cán là 30,8cm. À, tổng chiều dài chứ. Từ phần lưỡi phần cán 18. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 4,5cm các bác nhé. 4,5cm. Thái thịt gà, thái thịt bò, các thứ lọc cá, các thứ. Con này rất là tuyệt vời luôn. Một con dao tiếp theo này. Một con dao chặt. Con này là con dao chặt nhé. Hàng của Đức ý, thì các bác cứ để ý cho em nhé. Là cứ cái đầu cong như này ý, là dao chặt. Tránh lấy nhầm. Thương hiệu Willing Germany của Đức này. Hàng nét luôn. 10 điểm không có nhưng luôn các bác nhé. Cán liền thân này. Chặt thoải mái luôn. Con này chặt cầm rất đầm tay. 400g trọng lượng. Tổng chiều dài của nó sẽ rơi vào 30cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó đó là 16,8. Rất là ok luôn. Hộp gỗ nhé. Hộp gỗ. Và một con cuối cùng đó là một con thái bản lớn. Con thái bản lớn này thì kích thước của nó đây. Tổng chiều dài của nó là 31,5cm. Đấy. Từ phần lưỡi phần cán của nó sẽ là 17,8. Và cái bản dao này của nó đây. 8cm. Hàng ok luôn. Hàng ok, hàng chất luôn. Con này là con thái bản lớn nhé. Hàng dùng rất là ok luôn có nhé. Đấy. Hàng ok và đẹp. Cái bộ dao hộp gỗ đây thì bên nhà em đang có mức giá đó là 1.300.000 đồng. Và bên nhà em bao ship luôn nhé. 1.300.000 và bên nhà em bao ship luôn cho các bác cái hộp dao gỗ này. Hàng đẹp luôn. Đấy, để lâu nó hơi bụi một chút. Để lâu nó hơi bụi một chút nhé. Đó, 1.300.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đó, vừa rồi thì shop vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Các bác ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.